Yeah. Wonders of Cambodia. Ai cả lại chìm nưa để thọp chưa bậc cai tha bậc ông đong cao chìm tiêu tây lục dây mau lục ta bậc trai lục dây ma lục ta mau bậc ông khăm mau lục dây đồn pin bậc ông sơ ca lên phnom bực tật vấn phnom đắt bực nấc bậc phật vấn bậc biển khai trai trong co bầy. Bạc xây chăm krong ong chay ong chom ko hom ko ong po ong pin ong pon ong kai kung ko pong a say luk yay pray chrong chong pray to na tam may so po rung mo po bray pray vi pa hia su pa hia sam no sa so maroi pray koi phnom kong vara ka kong lu vi te ta ka hai ta le buon mok phnom sa tuk sa bok sa bo sa po a ka lay phnom pro phnom sray han chay a ray khat thak san dai barai swai riêng swai chrong kong chum swai ta ni ta di chi ao chi san khun phan khun chang pa ong chung klang vô răng bật bay ở đồng mai cháy bầy bằng mai bán bà can xì thô ngô krau ta kập bay ngô khnông bà yong cao ngô cháy lục dê giác nôm nè vọt bà sát nôm bà sát tà bong đáy bà nhìa krai bệch bà con tà bong kỳ nhung thamô rung hóng ta xâm rong tuôl xâm rái ta nà rí cục bà thiê dê tếp xa krau bà bay cháu bà nôm bà krau vi thamô bó tật phao thamô băng viên chá sát tâm rây bương ngay xây bương bà chiếu kỳ tuôn khiếu đồn tiêu tà sọc có nhét bầy cháy dịp lòm bà con tăng cốt tập bộ khám ác cơ bào chúm thơm mò bây đông phân nông thơm bàn miền cháy mà chạc bây bật xa nà ta chạc sọc ốc nhạc liàn mướng rung rương đòi rất vật thông xạ sức cụ bọt ả rám tam tì tù là sọc bây phân nông cọng thơm mò lùng hò sơ mốt stung băng tà lê chua tà tê cơ bông tê chung cho chua 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 lòng đòn âu sạch tà cà lại nhưng thơ lọc miền chùm nưa tăng ọt nâng ai miền tăng phó ông chung khá lăng nhưng nó khang bạc đào chân thơ bây bô rung mó nó khang cơ bông ở xây chân thơ lực dây bây chung này khang nọ nhôm nhiệt phút thập bò ra sát chùm nưa tặng ni chuộc nâng nót cầm nất đà miên ni tiên mau đà kỳ thàn ta cao phí ni phí nụ nâng bị đám về miền rương chê nà ta khá nâng bờ bởi dương kết tạm bài phút thập xa xa nà ta nâng chỉ tu ạ mà nụ mối cứ chỉ phôm mà tì phá đà phôm mà tì phá đà nâng cứ nơi nẹ lên cà mà côn đà nẹ lên cà mà côn mần toàn xâm rách ả ra hát sao ta ấy nơi khăn nơi giả lanh nơi xóm chăng đài ta nà ta nâng về miền rương nà ta khám ai biết à tay ta sở mai cô là hốt máu mình mệt đôi khám ai phải chịu bón thì khám ai sở mai đám cứ miên ẩm nuốt trong bằng hai sân nhà đây từ lâu bị phục lâu khóc nè tớ ban chí à na chạ khám ai cái squat vì muốn khám ai miên ẩm nuốt miên mô tình đẹp hiệp luôn ấy cất tha mình tranh bò rồi miền ả tức chân nhất ạ mân chanh bò rồi tì khám ai chỉ phụ nhẹ ọ chà tức mai to tù là cờ tại dương ở lâu phép ọ chá cứ thua trạp tạm kê ọ chá cứ thua trạp tạm kê tăng bị sọ lâu mê nát tạm bất đắc nông bị phục lộ môn nâng kê chinh từ nà mò ná ná kê sắc xa ẩm tì vào bật thua nây bật tế nụ nhưng mơ đôi bà ra Obama mò sọc má cót mút nâng máu cót mơ vào bật thua khám ai chẳng hãy bàn cót mọt đó cót chùm riêng xua cót chẳng ở liễn đi mình nên thả kế cô rục dơ áo tử dương miên khuôn ai bật cót con tử dương ớt đi mình thay thân ô tê mình thay thân ô tê anh mà priếp thiếp ở nhật nhộng đăng thả đôi nhật chùm riêng các thị riêng xùm lấy miếng xin xì xà mụt mình khoát tên nhật riêng tam cót tí mong cót là bay được cót ở đây bị bố nẹ thơ tám là bay mà trao thắng đồ chứ đồ chứ là bay lên đó nghe con đặt đôi ta mến mến tên à việc con đặt đôi tại vì mến mến tên tìm hốt kỳ quả mến tên à nhớ lỡ chỉ riêng tam cao sẽ đặt cái đôi đôi phân bởi cái chồng bố mến tên từ vỡ ác đôi vô à mến mà cứ là bay à mến rồi đôi bởi lật tập hóa mến tên hay nâng bởi lật tập hóa khai khai mơ tốt đôi bất thua bất bạc cát nhé miền tầm lại bất bạc cát amen tên được gọi là đổi ta chia tầm lại dân bất tế còn thì dân chạy thua tạm kế miền tầm lại bất tế chân mặt mát thua ấy chỗ chất thua thua này thì họ được mặt thua bất tông chạy đây là kỳ tha thật mát đau chán bất tế thật mát bất chỉ chủ lòng có môn bị kế thà bà sân bà dân chủ lòng bị kế này phơ sự át chiên kế tích có ọt còn bao này ủa thua tam kê thế đấy thua tam kê giờ lên bạn tự chất
bê chuộc bánh hà tràn bê bê bạch bóng mà nội chí tì xe lãnh rư xung khâm khăn hải bài chí khó hồn lòng tử vĩnh rư chư dù bê rư bà lòng thật lẹ chí đàm thư áo nhạc lạc xlọt chất khăn bạch bóng mà rơ bấy kết đây lên chánh bài chia sông ngột sông ngạc ốc cùng làng lê chồng thư ấy ốc sông khâm rồi hốt đo nè khắc lê chồng phần to tầm là từ mục tiết của mình nè mua là hai chùm bóng lê chùm như bạn tập chất cứ ca mình trộm từ tù sủa càng bất đại cả là trong ai rướng ban đồ chất kịch trong ai ở quầy là o đồ đà đa sốt tới chìa rướng mình ai thử rồi hai bờ mình đang mình đòi ở chất mình to kìm có rộng chung dự tử chất nẹ đừng canh tới đồn đạp tới mình khá cực côn tổng ốc bầm non ở đập ba nốt đẹp miên côn đại trăng thưa ở quạt ở hai bà thay trăng hộp cái tiếu tinh cái tiêu ở hai tờ bà thay trăng hộp sờ lo một chú thưa sờ lo một chú ở hai hay bà thay trăng hộp lại chơi trăng hộp đi nốt là nâng ở quạt ở hai miên đâu hộp ban hà tập chân làm gì đây nhỉ nhau ta can na dương dương chun quạt quạt hộp bàn khơi quạt hộp chân dương o chuột quạt đúa quạt nâng miên bổng phong co ai thử tua dọc bàn ta đòn phê quạt chụp thử tua hai bàn dương nức khơi máy bàn dương nức khơi ấu ta nâng ớt và giao đi vô ớt và giao ắt phải giáo trăng để thả mò còn phi lục nẹt miên côn mình ban từ tua vô của đồng bào dương ban dương để dây tha bồng bông co quạt bật tờ hay cà na bồng bông co bật hơi dương trăng chun quạt dương trăng ao quạt khom khom hộp từ mai khom hộp từ ư việc ban trâm từ mai hình ư sợ từ này phần năng vừa ắt miên ban ấy đi mẹ đấy nhìn nhau hôm cá sọ tật phê dây mũi sọ tật phê tập anh nắng tập cha hao mẹ tập anh miên miên ai cào miên đăng tiền đây cà pì quạt nâng miên cổng láng pê quạt khăn dương pê khla côn pro côn sợi khla cọt phơ ắt tại chợ đất cũng sâu xong rung đã quạt đây vâng pê khla quạt khăn quạt chế ai nhảy đây từ một tủ sợi đai từ trọng đầy tổng toàn đồng chi vậy đâu nâng chê thầm miên ấy bằng nẹ sạch lục từ bèng sạp ấy đang thầm miên ở đây sợ đây tới kì ngay khá kì khăn ấy kì đắp ấy kì tổng toàn biên tự trào ấy bằng chân kì hiên chi anh ư hiên chi anh mái kì chi chú đúc đư dương á nhô là nhôm nở là nhôm nở vô vai cả na tịch tịch thơ ấy và tê khla nó vừa ban mau mạ mạ nặng nín thơ mà còn thật phải chạy tê cả na nâng miên ở dụ ai thâu ba nơi quạt thâu tờ vì xong nâng tùm lấy để mai ơ thơ mà lơ dương để dương chọn ấy có tình áo ấy họ nhiệt nhóm ạ ngay khla dương con dương miên tự chọn này nè bắt là dây chọn là tình ở con rồi vào dương mơ mà mình đang xua ô này xe liệt khao đấy ô ạp xua đấy tính khao ở dương xe liệt rồi bảo ở dương bây buôn chân em đang chạy tia khao tia ao vậy này thì này mình hóa mát xa xin phụ xin để đạp với mẹ hóa mát xa mà phụ giá đấy English cả phụ đấy so just a greeting in our language, Cambodia, because our Sangharaja is here, and our Sangharaja of Burmese, Sangharaja Myanmar Sangharaja is here. So I just greeting in Burmese language. So
At first, I would like to pay my great respect to our Cambodian Sangharaja Tewong and Sangkanayaka of Myanmar and the president of WAB and all distinguished guests today. So I'm going to talk about Buddhism for Occasional Cambodia. So today we will explore and learn how we propagate Buddha's teaching, especially for Cambodia who are really affected from the Khmer racism. We say that is a post-genocide peace building. So you all will learn together. So my objective for you, that is to understand how Buddhism in post-genocide Cambodia came to exist. And the second, the role of Cambodian monks in promoting peace and harmony for the young generation. So after my presentation, I think all of you will get these two objectives of my topic. Let's begin with our Sangharajas who are present here. I think you are all very fortunate to see him. It's very great and amazing story because you know Cambodia's history that we got the genocide, we say Khmer racism in 1975 to 1979. Within 3 years, everything had been destroyed. Most important thing is our culture, that is Buddhism. You know, we have a lot of Buddhist monk and temple, but there is no anyone, any Buddhist monk left in that era, in that regime. No any monk, only temple. And all the temple, you know, have been turned to be a, you know, the storage center, sometimes just like the storage for, you know, for the animals, even examination came as well. So it's a very bad story, but I just don't want to talk much about it. But what happened next after the Khmer regime collapse? I mean, after the overthrow of that regime. So, you know, Buddhism actually is very prominent in Cambodia. Right now, we have a lot of Buddhist monks and temple. You know, after the post-genocide, I mean, after the Khmer regime in 1979, we have all. Hey, tha vật chụp tu tốt sở bầu thọ sở bầu hai. Bạn bật mà từ chua mau tu tốt sai sầm đại kiện đại đạo mau ơi lo tới mau ngặt mà sai mau buồn chật lừa anh ham mưa. Toàn nhẹ bị đầy phò phò. Hey, bầm mau lo lo mau pi tận đắp mau cầm bơi dục phò chạm ta là bay phò quay tập toàn thẹn phật si say nhi ôn bom bao quạt na có khơi nhanh chân phò. Anh đang hơi phò đại vừa ơi sầm công bao dương mà nốt can từ khâu khâu lượn lượn can từ khăn phò. Chẳng thà ngày đấy có sầm đạch và thiên thông đá có thống có nông và tết sầm đạch thông ấy có thông chỉ kế chỉ thân nặng của bù lai mềm mà chăm hay còn mềm đấy đã có thông chẳng phải hai chia nà dây ngày đấy có phần hào tích có cải miên sừng không tích bàn mong dài on tích có nà mong buôn chất lứ sầm đạch có nà mơ có à gì cái này mong buôn hà sập xì tử ấn bàn mong pram chiêng tích hong mi mong pram chiêng nà nà bọc lịch bay chất bật bọc màu mà tầm đọc dụng rồi ngày phần đất mình khơi tại mà tế đoàn này chỉ cần thích bỏ rõ tay đại cử xuống trong ca đi chậm lần nè hãy bảo vật chút nâng chua to lạc luôn nè chẳng phải chạy bằng quá màu cảm thích bỏ chứ xùm rạp cô bông nón này cao phần lật video đừng ổn ý lãng cứ khăn ông chăn tiện nâng mà hãy chạy ta sở lãnh ca chạy dùm lễ ca ca phía ca sọc sái rứ ca bông hai nhầm phì vọp thó à ra dạ thó chùm nứa sạch sạ tung niêm tùm lọ bảo bầy nấy kê mở rõ đọ rứ kê đông nay đôn ta bông đăng sạ đầy đò chà rẻ nâng ổn chá nay đôn ta rứ bốc bẹp bỏ rõ nay bà rì chìa nà chá công bù chìa dư xông chui subscribe đã rụ cần đ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.